Như đã phản ánh trong phóng sự trước, công trình nhà ở tại tổ 5 thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn bị xử phạt, yêu cầu khắc phục từ tháng 6 năm 2018, nhưng đến nay vẫn không chấp hành. Vậy điều gì khiến công trình này có thể ngang nhiên lấn chiếm phần đất của hộ dân bên cạnh và coi thường các quy định pháp luật đến như vậy? Liên quan đến căn nhà xây dựng vi phạm của bà Hoàng Thị Nâu, dư luận cho rằng lý do đây cũng chính là nhà ở của ông Nông Văn Tuệ, lãnh đạo thuộc Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Chợ Đồn. Theo đó, hộ gia đình bà Hoàng Thị Nâu thi công xây dựng công trình nhà ở khi chưa có giấy phép xây dựng. Việc thi công làm ảnh hưởng, gây ra thiệt hại và lấn chiếm phần đất của hộ dân cạnh bên, dẫn đến tranh chấp, mất an ninh trật tự, kiện tụng kéo dài. Thêm vào đó, công trình này còn ngang nhiên lấn chiếm phần đất thuộc hành lang an toàn giao thông, xây dựng nhà ở ngoài phạm vi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây nhà trên đất đang quy hoạch. Những hành vi trên đã bị chính quyền lập biên bản, ra quyết định xử phạt, đình chỉ thi công, buộc yêu cầu khôi phục nguyên trạng. Nhưng điều kỳ lạ ở chỗ, công trình này vẫn tiếp tục được thi công, hoàn thiện và hiện đang cho thuê ki ốt kinh doanh ngay trước mắt cơ quan chức năng địa phương. Đặc biệt, công trình này nằm ngay ngã tư, đối diện và chỉ cách Ủy ban Nhân dân thị trấn Bằng Lũng khoảng 50 mét. Vậy tại sao công trình vi phạm này vẫn được rầm rộ thi công, hoàn thiện trong một thời gian khá dài? Phải chăng các văn bản mà chính quyền đưa ra chỉ là trên giấy và chỉ để cho có? Vậy có hay không việc Ủy ban Nhân dân thị trấn Bằng Lũng bao che, làm ngơ cho công trình này ngang nhiên thách thức pháp luật? Trả lời cho câu hỏi trên, ông Hoàng Hữu Nhuận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Bằng Lũng cho biết. Vị trí của gia đình bà Nâu thì không đủ điều kiện để cấp phép xây dựng. Thứ hai, quá trình xây dựng có vi phạm. Hiện nay chúng tôi đã có một số cái văn bản đôn đốc theo ý kiến phản ánh cũng như là theo cái văn bản chỉ đạo của huyện. Và tiếp tục là hiện nay chúng tôi cũng đã có văn bản tiếp tục đôn đốc. Về biên bản đình chỉ thì thực ra chúng tôi chỉ biên bản là đình chỉ một lần thôi. Thứ hai nữa là còn những cái nội dung khác thì tôi đã có biên bản được và yêu cầu gia đình là thực hiện theo đúng cái quyết định xử phạt hành chính. Nhưng thì gia đình chưa chấp không hành. Thực ra thẩm quyền mà tôi cũng không đủ điều kiện để cưỡng chế. Do vậy là cũng sẽ báo cáo với anh huyện xem xét cái nội dung xử lý bước tiếp theo. Được biết, công trình vi phạm trên do mẹ của ông Nông Văn Tuệ đứng tên. Ông Tuệ nguyên là Phó Bí thư Chi bộ Giao thông Xây dựng, nguyên là Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Chợ Đồn. Và hiện tại, ông Tuệ đang giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Chợ Đồn. Và theo người dân, căn nhà trên thực chất là của ông Tuệ. Vậy việc ông Tuệ đang giữ chức vụ quan trọng của huyện có sự móc nối như thế nào với việc công trình vi phạm hàng loạt các quy định vẫn tồn tại? Phải chăng công trình này có liên quan đến cán bộ chủ chốt của huyện, nên tất cả mọi sai phạm đều được làm ngơ? Trước những sai phạm của công trình trên gây bức xúc cho dư luận, ngày 12 tháng 12 năm 2018, Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Đồn đã có văn bản số 130/UBND yêu cầu Ủy ban Nhân dân thị trấn Bằng Lũng chủ trì với các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý việc lấn chiếm hành lang của bà Hoàng Thị Nâu, ông Nông Văn Tuệ theo phản ánh của công dân. Tuy nhiên, đến nay, công trình vi phạm trên vẫn nằm trơ trơ ngay trước mắt chính quyền địa phương mà không bị xử lý. Đối với góc độ người quản lý sử dụng lao động thì chúng tôi cũng đã yêu cầu chính quyền và cơ quan đơn vị của chính quyền, Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng đã họp kiểm điểm và chính quyền cũng yêu cầu giải trình những nội dung trước cơ quan đơn vị và Ủy ban kiểm tra huyện đã có văn bản thông báo như các đồng chí đã có. Chưa đến mức là đến xét đến tính chất là chưa đến mức xử lý theo cái văn bản của ban kiểm tra. Quan điểm là sai đến đâu xử lý vi phạm theo quy định, chứ không có trường hợp ủy ban huyện chúng tôi bao che hoặc là những vấn đề như vừa qua một số ý kiến cho rằng như vậy. Nhưng để đảm bảo xử lý được những cái vi phạm đó thì phải hồ sơ và các bước trình tự để thực hiện theo quy định. Hiện nay ủy ban huyện cũng chưa nhận được cái báo cáo về việc là cụ thể là ủy ban nhân dân thị trấn đã xử lý đến đâu. Qua sự việc trên, báo điện tử Tầm Nhìn đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Cạn khẩn trương vào cuộc làm rõ những sai phạm của các cá nhân liên quan,
có câu trả lời thỏa đáng đến người dân và dư luận, không để tình trạng đơn thư kéo dài gây mất niềm tin trong nhân dân. Báo điện tử Tầm Nhìn sẽ tiếp tục theo dõi quá trình xử lý vụ việc trên và thông tin đến bạn đọc.